Hồng Nhung, tôi đã tìm cách tự tử tại Mỹ. Vừa qua tại phần cuối chương trình Duyên Phận, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đã tâm sự về hành trình vượt qua scandal, từ đứng dậy của mình khi sang Mỹ định cư. Thời gian đầu ở Mỹ không hề dễ dàng với tôi, có những ngày tháng rất mệt mỏi khi phải một thân một mình sống ở nơi xứ người như thế, tôi đã tìm đến cái chết bằng cách tự tử. Tôi cảm thấy mình bị bỏ rơi, hụt hẫng cô đơn, không còn nghĩa lý gì trong cuộc đời này hết nên quyết định làm điều ngôi giải đó, nhưng may mắn được cứu sống. Tôi là người còn sót lại với sự nhân đạo của lãnh sự Việt Nam tại Mỹ và những người Việt tại đó. Tôi đã được chấp nhận cho ở lại Mỹ, nhưng phải 4 năm sau mới có thể sanh đầu tiên. Trong 4 năm đó, tôi chỉ có được một cái giấy tạm, gọi là thường trú nhân. Không được đi đâu khỏi nước Mỹ. Tôi được đi hát, nhưng chỉ trong nước Mỹ thôi, không được ra khỏi nước Mỹ. Họ đang bảo vệ tôi, nên ra khỏi nước Mỹ thì họ không chịu trách nhiệm về tôi nữa. Họ cho tôi cơ hội đi làm, kiếm tiền. Tôi có thể mở công ty để đóng thuế. Họ cho tôi số an sinh xã hội, điều kiện làm việc trên đất Mỹ và tôi phải sống đúng theo pháp luật, quy định của họ. Từ đó tôi bắt đầu đi diễn tại Mỹ, cũng như ở Việt Nam. Ban đầu khán giả đến với tôi vì tò mò, họ muốn xem tận mặt, nhân vật trong scandal ảnh nóng đó ra làm sao. Tuy nhiên khi nghe tôi hát xong, khán giả lại đón nhận tôi. Số đầu tiên tôi diễn cho anh Thành Kim Lợi ở San Jose. Với hơn 1.000 khán giả, họ vỡ òa khi nghe tôi hát xong, ngạc nhiên vì giọng hát của tôi không giống như những gì họ nghĩ. Trong quá trình đi hát tại Mỹ, tôi may mắn khi được làm nghề, đứng chung sân khấu với những cây đa cây đề lão làng như cô Khánh Ly, cô Lệ Thu, cô Thái Thanh, chị ý Lan, chú Eric Phương, chú Thái Châu, chú Tấn Ngọc. Rất nhiều những danh ca như vậy đã giúp tôi có cơ hội học hỏi họ nhiều. Bởi vậy nên tôi nghĩ mình khá may mắn. Đôi khi trong biến cố đẩy mình ra một vùng đất khác thì lại giúp mình tới một khô tàng để học hỏi. Nhờ được sự học hỏi trong môi trường nghệ thuật như vậy nên tôi đã rút ra được nhiều kinh nghiệm và trưởng thành như ngày hôm nay. Khán giả đã đón nhận tôi. Với nghệ sĩ như tôi, sự thành công còn nằm ở khán giả. Dù biến cố xảy ra như thế nào nhưng chỉ cần khán giả còn chấp nhận thì mình vẫn còn được hát. Tới khi nào khán giả không còn nghe mình hát nữa thì sự nghiệp mới dừng lại. Sau khi thành công tại hải ngoại, tôi bắt đầu trở về Việt Nam như một cơ duyên. Năm 2019, tôi được mời hát trong bộ phim Phượng Khấu. Một ngày đẹp trời, đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh gọi cho tôi. Nói rất thích nghe giọng hát của tôi, muốn mời tôi hát nhạc phim Phượng Khấu. Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh còn đưa cho tôi hai bài nhạc để lựa chọn. Sau khi nghe xong, tôi chọn bài Ngô Đồng và bay từ Mỹ về Việt Nam để quay MV. Tôi không ngờ mình hát bài Ngô Đồng lại thành công đến thế. Tới bây giờ phải có đến mấy trăm bản cover khác nhau bằng đủ mọi thứ tiếng, các loại nhạc. Từ đó tôi xin được hát lại toàn bộ nhạc phim Phượng Khấu. Tôi nghiên cứu đào sâu kỹ thuật để hát được dòng nhạc cổ phong đó và thành công. Đó là bước thành công đầu tiên khi tôi trở về Việt Nam phần thông tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé xin chào và hẹn gặp lại